Dạ, con Sai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị bạn, rất vui trở lại kênh. Kênh cũng tiếp tục chia sẻ của chú anh chị các bạn ha, rồi giao lưu những cái mai giả số đức, cây hoành hay bự bự, tàng thông một cốt, đế đẹp. Thì cô chú anh chị yêu thương cái nào liên hệ trực tiếp với chỗ nút ha. Kênh Bonsai Cần Thơ kính chúc quý cô chú anh chị các bạn đầu năm mới làm ăn phát tài phát đạt trên mọi lĩnh vực, rồi mình có tiền cũng rỉnh mình mua về cái kiển mình chơi tết, chơi kiển luôn ha cô chú anh chị bạn. Rồi cái đây trước mặt mình thì có mấy cây mai đã nút đã con tàn sẵn rồi nè, nó ra tược ha, tôm tùm nè. Cô chú anh chị mà thích cái này thì mình giao lưu luôn loại này ha. Rồi bữa nay giao lưu cái mai bứng bồ đất tàn thông một cốt đủ thứ dáng chân ha. Cô chú anh chị mình xem rồi mình giao lưu với cô chú anh chị bạn. Mất thời gian thì mình đi về dài sơ sơ cô chú anh chị xem nè. Đó. Chi cành đều đã con tàn sẵn rồi ha. Cô chú anh chị mua mà không biết cách trồng thì chỗ anh Út ảnh sẽ chia sẻ cô chú anh chị mình cách trồng luôn để thành phẩm những cây rất là đẹp luôn ha. Thì những cái clip vừa qua thành phẩm thì cô chú anh chị đã biết rồi đó ha. Chỗ anh Út thì có giao lưu những cái mai thành phẩm cho Tết, nụ kẹo đều hết ha. Rồi hôm nay mình mời cô chú anh chị xem cho luôn ha. Rồi chào anh Út ơi. Rồi trở lại kênh Bonsai Cần Thơ. Em Út em kính chào cô chú anh chị gần xa đã ủng hộ kênh Bonsai Cần Thơ suốt thời gian qua và mai dần của chúng em. Thì đầu năm mới thì em cũng chúc tất cả cô chú anh chị gần xa dồi dào sức khỏe và làm ăn thành đạt vạn sự như ý luôn cô chú anh chị. Rồi sau đó em cũng giao lưu với cô chú anh chị là 20 cây mai giảo Thủ Đức, mai tàn cô chú anh chị. Này là tại vì mình phải lặt lá hết, nhưng hai cây này là em chừa đầu clip với cuối clip là để tượng trưng cho cái cây này là nó còn nguyên lá là nó gì đó cô chú anh chị. Rồi đầu tiên là cây số 1 cô chú anh chị. Dạ, bắt đầu vô cây số 1. Cây số 1 là cũng là một cốt tàng thông nha anh chị, cây này là củ đế nở nha. Cái này là mình về mình phải lặt lá hết này, tại vì em để hai cây này cho tượng trưng cho cô chú anh chị. Là cho coi mình rồi thì mình cũng phải lặt lá y như mấy cây kia cô chú anh chị. Cái này là bên em bán, cái này là em có tặng thêm một cái chai thuốc cho cô chú anh chị luôn nha. Này là thuốc mình để tưới gốc là ở bên em nha cô chú anh chị. Đó là cái này là một cây gì là một chai này là mình đủ tưới tới tháng 10 đó nghe cô chú anh chị ơi. Đó. Cô chú anh chị mình dầm giùm em. Dầm hỏi em chi cành tàn đều nghe, củ đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, củ đế đẹp luôn. Củ đế rất là nở, bự. Đó, ok hết chân luôn. Chi cành thấp. Này là giao lưu với cô chú anh chị. Đó, mỗi cây là em tặng cho cô chú anh chị một chai thuốc để tưới gốc. Thì cô chú cho anh chị nó tốt. Cách trồng thế nào thì liên hệ nha. Trồng đồ này kia thì cô chú anh chị nào mà không có rành không đó thì liên hệ với em sẽ chăm sóc rồi hướng dẫn cho cô chú anh chị. Đó, đầu tiên là cây số 1 nha cô chú anh chị. Lấy cái thước cô ơi. Dạ đó đó. Dạ, như vậy. Rồi em đo thông số cây số 1 luôn anh chị ơi. Chị nhìn hộ em này là củ đế nở luôn nha. Hoành thân 27. Dạ, hoành thân 27 của chú nha bạn. Củ quá trời nở. Đây là này. Củ đế nở luôn nha anh chị ơi. Dạ, cành thấp. Cái này mình mắc đo tầng ngang không? Dạ, đo đúng rồi. Lấy cây đo tầng ngang luôn đi. Lấy thứ dây đo đỡ trước đi rồi. Rồi này đo đỡ luôn ha. Tầng ngang nó là hơn mét rưỡi rồi, tính mét rưỡi đi. Rồi ngang mét rưỡi, chiều cao cũng hết thứ dây hơn khúc thứ dây luôn. Rồi chiều cao tính mét rưỡi luôn đi, tính ngang mét rưỡi, chiều cao mét rưỡi luôn nha cô chú anh chị. Là mã số 1 này nha, mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000 nha cô chú anh chị. Rồi 2.500.000 cho mã số 1 nha cô chú anh chị ơi. Rồi ship sao anh? Ship 200 km, số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Em tên lúc em. Rồi mua số lượng nhiều có giá. Dạ, mua lấy số lượng nhiều thì em để giá sỉ lại cho. Giá hơi nới hơn em giao tới chỗ luôn. Đây rồi. Mình đổi cây ha. Rồi em xin đổi cây luôn. Rồi xin đổi cây của chú gì bạn ơi. Rồi tiếp cây rồi, cây số 2 chú. Tiếp theo là mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 chi cành đều nha anh chị ơi. Chi cành thì cô chú anh chị mình nhìn hộ em nha. Tại em chừa cái khúc lá đó là cây này là hôm Tết giờ là không có làm bông nha cô chú anh chị, mai tàn ghim luôn nha anh chị. Lá còn xanh dần luôn nha, nụ là vẫn còn luôn. Đó, là cây số 2 nha cô chú anh chị.
củ đế nở luôn. Đế nở đẹp. Rồi cô chú anh chị mình có gì thì liên hệ em, có bên em là có mua một cây là em có tặng kèm thêm một dây thuốc bên em là tới gốc nha cô chú anh chị. Là em đo tuốt trên đây luôn nha cô chú anh chị ơi. Hoành thân 26, tại xuống đây nó bự dữ lắm mà nó dướng cái cọng dây. Em đo trên này là hoành thân 26 nha cô chú anh chị. Hoành thân 26 của chú anh chị bạn. Củ đế nở luôn nha. Củ đế nở luôn. Cô chú anh chị nhìn hộ em. Tán ngang nó 1m6. Chiều cao nó 2m. Bảy chiều cao cây này 2m. Lâu quá quên ta, mét 8 hay gì á. Mét 8. Không phải được 1m6 à. 1m7 trời. Lấy thước dây đo, cái dây đo thẳng thử cho. Đó đó. Đo hảo vô cái cây thước. Rồi mình xin lỗi của chú gì bạn. Là nó chắc kỹ cho, của chú nó xem kỹ mới được. Vậy là cây đó 1m6 rồi cô chú anh chị ơi. Chiều cao 1m6. Rồi, chiều cao 1m6. Rồi em quay lại một vòng nữa cho cô chú anh chị nhìn hộ em cái nha. Rồi, giao lưu giá luôn anh ơi. Rồi, cây mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000. 2.200.000 cho mã số 2 cô chú anh chị. Rồi, 2.200.000. Rồi, bên em có 2. Tặng cho chai thuốc luôn nha anh chị ơi. Mỗi một cây đều tặng chai thuốc hết. Rồi, đổi cây cho chú anh chị. Rồi, tiếp luôn này. Rồi, tiếp theo là mã số 3 nha cô chú anh chị ơi, cũng một cốt tàng thông nha anh chị. Là này là giảo Thủ Đức nha anh chị, mặt bông từ 5 đến 12 cánh nha anh chị ơi. Mặt bông từ 5 đến 12 cánh luôn nha. Chi cần thì cô chú anh chị mình nhìn hỏi em một cốt luôn. Cái này nuôi tới Tết năm sau là nó dài lắm cô chú, thêm có 5 6 tấc. Cái này là nuôi Tết năm sau là tàng này là em mới bên đây là mới 2 tháng đó cô chú anh chị. 2 tháng nè. 2 tháng đó. Cần chậu nay là 2 tháng rồi đó. Này là em đo tuốt trên đây nha, hoành thân 27 luôn. Hoành thân 27. Hoành thân 27 này là em cắt tàn sơ nghe cô chú anh chị, cắt tàn như của em nuôi dưới gì đó nha. Và bởi vì cái tàn này nó hơi nhỏ, chiều ngang 1m3. Chiều cao 1m7 này là cô chú anh chị nữa, tại vì em để cái đọt này thôi tượng trưng gì thôi chứ nữa về cô chú anh chị này cắt xích xuống đây giùm em. Còn nếu mà cô chú anh chị nào có mua rồi thì kêu em cắt thì em cắt hộ giùm cho trên xuống tới đó luôn, tại vì em để tượng trưng thôi. Thích không cao để không thích thì mình cắt xuống cái lùng lực cây nó mới bự. Rồi mã số 3 này em giao lưu với anh chị là 2.100.000. Rồi 2.100.000 cô chú. Rồi em có tặng kèm theo chai thuốc ở bên em luôn nha cô chú anh chị. Mỗi cây có một chai hết. Rồi em xin đổi cây luôn cô chú anh chị ơi. Tiếp luôn đây. Rồi tiếp theo là mã số 4 nha cô chú anh chị ơi. Mã số 4 cũng là một cốt tàng thông nha anh chị. Cái này là em có cắt xương rồi đó nha anh chị. Nữa cô chú anh chị mình về là cắt cả tầm cả ngang đây, cái đọt hôm nay là vừa dưới cái mai vừa dặn luôn nha cô chú anh chị. Em vừa cái đọt lần mai của em là còn nguyên, không có xuống lá, không có làm bông nha cô chú anh chị. Rồi em đo thông số mình luôn. Rồi đo hoành thông số luôn. Ở trên này đi. Rồi hoành thân 26. Rồi quen dặn. Rồi quay một vòng cho cô chú anh chị mình coi luôn nha, củ đế nở luôn nha. Tất cả đế nở chứ. Củ đế nở luôn, bên đây là em có gông tàn rồi nha cô chú anh chị. Gông thành tàn thông hết trơn rồi nha. Mặt bông từ 5 đến 12 cánh nha anh chị. Chiều tán ngang 1m6. Rồi tán ngang 1m6 chiều cao. Chiều cao tính 1m7 đi, tại nó tốt ở trên đây đó. Tính 1m7 được rồi. Chiều cao mã số 4 này em giao lưu với anh chị, cô chú anh chị là 2 triệu nha cô chú anh chị. Bao ship 2 triệu không? Cho mã số 4 bao ship 200 kg, số điện thoại của em là 0917145232 nha cô chú anh chị. Rồi em xin đổi tay cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp rồi. Rồi tiếp theo là mã số 5 cô chú anh chị ơi, cũng một cốt tàng thông nha, chi cành thì cô chú anh chị mình nhìn hỏi mẹ em nha. Đây em lặt lá rồi, nói chung cũng dễ thấy với em tỉa cành rồi là một cốt tàng thông, em kịch tỉa tàng thông hết nha cô chú anh chị. Nửa cây mai này mình cũng về cắt cái đọt bỏ nha cô chú anh chị. Cái mai này cô chú anh chị nuôi là qua năm là lớn, cũng như là mấy cái cây của em bên đó chung một lô bên đó luôn nghe cô chú anh chị. Chiều cao nó vừa cân đối nha. Qua năm là nó bự dữ lắm, bự luôn. Tại vì bây giờ là mình đã gông tàn rồi. Cành điều. Hoành thân 32. Hoành 32 cô chú anh chị. Cành điều hết. Tán ngang tán ngang 1m4. Chiều cao 1m7 luôn cô chú anh chị ơi. Cái này thì em đo hạo vậy thôi chứ, tại vì cái tàng này em gông rồi nha cô chú anh chị, gông tàng thông rồi hết trơn nha. Về cô chú anh chị mình chỉ lặt xương xương nhánh nhỏ này là nuôi là ok rồi.
Rồi bên em có tặng phước cho cô chú anh chị tứ đủ luôn. Mỗi cây đều có tặng một chai thuốc. Đủ đế nở luôn. Rồi. Mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000 nha cô chú anh chị. 2.200.000 cho mã số 5 nha. Rồi, số điện thoại của em là 0917145232. Rồi em xin đổi cây luôn. Này là cô chú anh chị yêu thương mã số nào thì liên hệ trực tiếp với cây này. Dạ Phước Đức. Mình trồng rồi phép đổi cây. Rồi tiếp theo, rồi, tiếp theo là mã số 6 luôn nha cô chú anh chị ơi. Mã số 6 cũng là một cốt toàn thông nha cô chú anh chị. Cây này. Chỉ cần là cô chú anh chị mình nhìn hộ em. Số điện thoại của em là 0917145232 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị yêu thương cây nào liên hệ tiếp với chỗ nút em ha. Rồi hai nó mua sỉ thì liên hệ cho ảnh luôn. Rồi em đo tán ngang cái cho cô chú anh chị mình coi nha. Tại vì mai bên em có gông tàn rồi nha cô chú anh chị. Chiều ngang là 1m7 nha cô chú anh chị. Rồi chiều ngang 1m7. Chiều cao cũng 1m7 thôi nha cô chú anh chị. Chị tại vì ngang lắm. Đây em tính ngang đây lần nữa cô chú anh chị. Mình về cắt cái đọt quả ngang đây cô chú anh chị. Chứ không có để luôn tới đó được. Rồi cô chú anh chị nào mà có mua về rồi có gì thì liên hệ với em. Rồi em sẽ hướng dẫn cho cô chú anh chị mình cách chăm sóc luôn. Để bên em không? Có tặng cho cây thuốc luôn, cây chai thuốc luôn. Hoành thân 28. Bự nha. Hoành thân 28 luôn nha cô chú anh chị. To, lực đế nở. Cây mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000 nha cô chú anh chị. Dạ. 2.500.000. 2.500.000 cho mã số 6, củ đế nở luôn nha. Rồi, em xin đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 7 nha cô chú anh chị ơi. Mã số 7 cũng là một cốt toàn thông nha cô chú anh chị. Một cốt tàn thông luôn nha, chỉ cần thì cô chú anh chị mình nhìn hỏi giùm em có gông tàn thành tàn thông hết trơn nha cô chú anh chị. Rồi tán ngang nè. Tán ngang 1m6. Tán ngang 1m6. Chiều cao này chắc không. Chiều cao 2m. À, cây này là em cắt đọt rồi nha cô chú anh chị. Cây đó 1m6 hả? Dạ. 1m7 hả? Cây đó cây thước nó mấy mét? 1m7. Ờ 1m7, anh nói 2m nó hết rồi. 1m7 nha chú chị bạn. Anh nói lộn. Không, chiều cao nó tới đó luôn đó. Ừ. Rồi em đo thông số luôn cô chú anh chị ơi. Lâu quá rồi, có gì thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm nha. Chắc chưa nắng. Rồi hoành thân 27 luôn. Hoành thân 27 luôn nha cô chú anh chị. Hoành thân 27. Mã số 7 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu nha cô chú anh chị. Rồi, 2 triệu cho mã số 7 luôn. Rồi phép đổi cái luôn 2 triệu rồi. Số 7 luôn. Rồi tiếp theo là mã số 8 nha cô chú anh chị ơi. Rồi, số 8 là một cốt tàn thông nha. Chỉ cần thì cô chú anh chị mình nhìn hỏi mà em là đều luôn, nó củ đế nở hết trơn luôn. Tán ngang nó 1m3. Rồi tán ngang 1m3 cô chú anh chị bạn. Chiều cao là em tính ngang đây là 1m5 nha cô chú anh chị. Tại vì nữa mình cũng phải về cắt ngang đây. Tán ngang tính 1m5 thôi. Chiều cao 1m5. Chỉ cành rất là đều ha chứ. Chỉ cành đều củ đế nở luôn à. Nở này củ đế này giữ dần cái củ đế lắm à. Em đo tốt trên đây luôn nghe chứ còn ở dưới này là bự giữ dần lắm à. Cây này giờ nó rất là. Tại vì nó mắc cái cọng dây rồi đó. Hoành 29 mà em đo tốt trên đây đó nha. Này là xuống tới đây là cỡ 3 mấy á. Rồi quay vòng. Nó xong rồi quay. Rồi cô chú anh chị nào mà có ân bụng vừa mắc á thì số điện thoại em là 0917145232 nha anh chị. Rồi em có tặng kèm thêm chai thuốc tứ gửi cho suốt năm luôn nha cô chú anh chị. Mỗi một cây đều tặng một chai như vậy cô chú anh chị. Từ đầu clip đó. Rồi mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000 nha cô chú anh chị. 2.500.000 cho mã số 8 của cô chú anh chị ơi. Rồi 2.500.000 cô chú anh chị. Rồi phép đỡ cây luôn. Rồi cô chú anh chị. Rồi xin đỡ cây luôn. Tiếp cho nút luôn ha. Rồi tiếp theo là mã số 9 luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 9 cũng là một cốt tàn thông nha cô chú anh chị. Tạ này là em mới bứng dưới đất lên nha cô chú anh chị ơi. Này là bầu này là ok cô chú anh chị đừng sợ nha, bầu bự bứng kỹ đàng hoàng nha, là đâu đó ok hết trơn cô chú anh chị mình yên tâm đi. Đế nở không? Đế là củ đế hết trơn luôn. Cây này quá trời nở đẹp ta. Ừ. Đều luôn ok hết trơn luôn, cây nở đế đều. Rồi hoành thân 28 này là củ đế nở hết trơn luôn, hoành thân bự không, gốc bành bành không à. Tán ngang 1m5. Tán ngang 1m5, chiều cao. Chiều cao tính 1m7 đi, tại vì cắt ngang đây bỏ nha cô chú anh chị. Mình cắt ngang đây để cái đó là để tượng trưng thôi. Là mai bên em là mai ghim không có làm bông nha cô chú anh chị, lá già đàng hoàng nha, bứng bầu ok nha.
Rồi phí ship của em là 200 cây số anh chị. Số điện thoại của em là 0917145232. Mã số 9 không? Dạ đúng rồi. Mã số 9 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000 nha cô chú anh chị. Rồi 2 2.200.000 cho mã số 9 cô chú anh chị ơi. Rồi phép đổi cây luôn. Là mã số 10 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 10 cô chú. Mã số 10 luôn nha cô chú anh chị. Tàng là một cốt tàn thông nghe giáo Thủ Đức nghe trơn nghe cô chú anh chị. Cây này tàn đẹp. Một cốt tàn thông chi cành là ok hết trơn luôn anh chị. Này là mai bên em là có gông tàn thông sẵn rồi nghe, cắt tàn thông sẵn nghe cô chú anh chị. Này là để em đo đằng trên nó tượng trưng cái bề ngang thôi nghe cô chú anh chị ơi. Rồi, chiều cao tính 1m7 rồi nghe anh chị. Hết cây thước này là 2m nha. Đó. Rồi tán ngang. Tán ngang 1m3. Là em gông tàn rồi nghe, cắt này hình tàn thông về cô chú anh chị khỏi cắt lại nữa cũng được nữa. Đó, cái này là em cắt rồi ok rồi đó. Nửa cây nó ra một năm sau nó bự à, gấp đôi. Bự dữ lắm, bự là bự như là mấy cây em đang thần chậu dưới 2 tháng dưới đó. Tán ngang là 2m mấy hết trơn đó. Nó còn bự hơn nữa. Hoành thân 29 nha cô chú anh chị. Hoành thân 29 luôn nha anh chị ơi. Quá trời cô đế. Mã số 10 này em giao lưu với anh chị là 2.300.000 nha cô chú anh chị. Để nở nha. Mã số 10 này 2.300.000. Chi cành thấp, chi cành đều. Ok hết trơn luôn. Quá trời cái củ luôn. Cây này đẹp. Ừ. Củ khủng khiếp với củ luôn. Rồi phép đã cây luôn. Rồi tiếp luôn. Rồi tiếp theo là mã số 11 nha cô chú anh chị ơi. Mã số này cây này là có lên xù nha cô chú anh chị. Cây này là lên xù rồi nha. Bảy xù rồi. Mã số 11 nha cô chú anh chị. Okay, một cốt tàng thông. Chi cành thì cô chú nhìn hộ em. Cây okay, quá đều. Bên em là mỗi một cây là có tặng cho cô chú anh chị là một cái chai thuốc là tứ là đủ một năm luôn nha anh chị. Tới tháng 10 rồi nha anh chị. Chi cành rất đều. Này là em gông tàng rồi nha anh chị ơi. Em gông tàng thông rồi nha. Là chiều ngang 1m. Chiều cao 1m4 là em gông tàng vì là cô chú mình anh chị về là để vô chậu là nuôi luôn đó. Mã số 11 nha cô chú anh chị. Hoành thân mình nãy chưa đo phải không? Dạ chưa. Rồi hoành thân em đo luôn. Rồi hoành thân là 22. Hoành thân 22 nha cô chú anh chị. Mã số 11 này em giao lưu với anh chị là 1.700.000 nha cô chú anh chị. 1.700.000. 1.700.000 cho mã số 11 nha cô chú anh chị ơi. Đây là bảy xù ha. Đây là bảy xù nha, tại vì này nó hơi nhỏ mà giờ nó bể rồi nè cô chú anh chị. À, lên cho nè. 1.700.000 nha anh chị. Rồi, phí ship của em là 200 cây số luôn. Rồi, mình đổi cây hết. Rồi em xin đổi cây luôn. Rồi, tiếp rồi luôn. Tiếp theo là mã số 12 nha cô chú anh chị ơi, cũng là một cốt tàng thông nha anh chị. Chỉ cần thì anh chị nhìn hộm em nha, em đo thông số luôn nha. Này thì nói chung lặt lá rồi thì nó cũng dễ hết. Mai em là bên đây là ghim không có làm bông nha cô chú anh chị. Hoành thân 31. Rồi quay vòng luôn. Củ đế nở hết trơn luôn, cây nào cũng có củ đế hết trơn á. Cây này là nó nuôi rồi qua năm là cái tàn khủng lắm luôn á. Nó bự lực ha. Tàn dữ dằn tàn lắm, tại vì em gông tàn thành tàn thông trơn rồi, cây này xuống lá rồi là phải gông y gan gì mới được nghe cô chú anh chị. Rồi, chiều ngang 1m3. Chiều cao tính 1m6 đi. Chiều cao 1m6. Rồi mã số 12 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000 nha cô chú anh chị. Rồi 2.2. 2.200.000 nha cô chú anh chị ơi, cho mã số 13 nha cô chú anh chị. 12. 12 xin lỗi cô chú anh chị, 12. Mã số 12 2.300.000. Rồi trời đấy. Rồi phép đổi cây luôn. Rồi. Cây số 13. Rồi tiếp theo là mã số 13 nha cô chú anh chị ơi. Số 13 cũng là một cốt tàng thông nha cô chú anh chị. Chỉ cần em chị nhìn hộ em nha. Này là củ đế nở hết trơn luôn nghe cô chú anh chị ơi. Tất cả bầu đều là rất là bầu là ok hết trơn luôn nha. Rồi số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Nó xích trên đây nó cắn cái cọng dây. Rồi hoành thân gần 25, em tính 24 thôi. Đó, hoành thân 25 tính 24. Rồi nó hơi cắn dây tí xíu. Rồi tán ngang 1m1. Chiều cao 1m5. Tháng ngàn 1m1, chiều cao 1m5 nha cô chú anh chị. Mã số 13, mã số 13 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha anh chị. Rồi, 1.800 cây số 13. 1.800.000 mã số 13 nha anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 14 nha cô chú anh chị ơi. Mã số 14 là một cốt tàn thông nha anh chị. Chỉ cần thì anh chị nhìn hộ giùm em. Tàn lực. Này là em công tàn thông hết trơn nha cô chú anh chị giờ để gì là về là nuôi cũng được luôn, ok. Không có gì hết. Tại em sửa rồi đó, em cắt em sửa rồi. Đấy rồi tán ngang. Tán ngang 1m4. Rồi tán ngang 1m4. Chiều cao này là hơn 2m nè, em tính 2m thôi nha cô chú anh chị. Chiều cao 2m. Chiều cao 2m nha. Cây này là em cắt rồi. Cây này chỉ cần cắt đều.
Hủ đế nở luôn, quá trời cái đế này rồi. Đây tới Tết là cái này bự gấp đôi, gấp đôi. Cái đế cái cây này mà nuôi hai Tết, tới Tết bề ngang hơn 2 mét luôn. Quá trời củ này, em đo xích trên đây luôn nha cô chú anh chị. Hoành thân là 30. Hoành 30. Quá trời cái này rồi. Đế củ chầm bá. Rồi mã số 14 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000 nha cô chú anh chị. 2.500.000 cho mã số 14 luôn cô chú anh chị ơi. Quá trời cái đế rồi. Chi cành điều để lực nở bự. Anh xin đổi cây luôn. Rồi phép đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là mã số 15 của chú anh chị ơi. Cũng là một cốt tàng thông của chú anh chị. Chi cành thì anh chị nhìn hỏi giùm em nha. Chi cành thì ok đó. Bên em tặng mua một cây là bên em có tặng một chai thuốc. Bên em là tứ đủ một năm luôn nha cô chú anh chị. Mình tứ đủ tới tháng 10 luôn nha. Cây này là em cắt tàn rồi nha cô chú anh chị. Em sửa rồi đó. Chiều ngang 1m4. Rồi chiều ngang 1m4 tán ngang tính chiều cao tính 1m7 đi, tại vì ngang đây nữa cô chú anh chị mình cắt bỏ ngang đây rồi. Cái đợt này là để tượng trưng thôi, đặng mai của em là không có làm bông nha cô chú anh chị, lá già nha. Đây đó 2m là mã số 15 nha cô chú anh chị. Chi cành điều ha, này là nuôi nữa qua năm là chi cành đồ điều nè, củ đế nở luôn nha cô chú anh chị ơi. Này đế nở nè, ok hết trơn, nó có đế vắn rễ từ nhỏ luôn. Mày là em đo xích trên đây hết trơn luôn nha cô chú anh chị. Lâu này cây nào hoành thân 27 bầu lực bự cho cô chú anh chị mình chơi đẹp cực kỳ luôn. Mã số 15 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000 nha cô chú anh chị. Bao ship 200 km nha cô chú anh chị bạn. Bao ship 200 km luôn. Mã số 15 là 2.200.000 cô chú anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn. Đổi cây luôn cô chú anh chị bạn ơi. Cô chú anh chị yêu thương cái nào mua sỉ số lượng lớn thì liên hệ trực tiếp cho anh Út luôn ha. Để mình có giấy thương hiệu. Tiếp theo là mã số 16 luôn nha cô chú anh chị ơi. Cũng là một cốt tàng thông nha anh chị, vỏ thu đất nha, mặt bông từ 5 đến 12 cánh nha anh chị. Okay, này là bông lực. Thì cô chú anh chị mình yên tâm đi, ok hết. Này là cây là bên em sửa rồi luôn. Cây bên em là cắt tàn rồi hết trơn luôn nha cô chú anh chị. Chỉ là về cô chú anh chị mình vô chậu là để nuôi tới Tết luôn, là bình thường bông là ok luôn. Có gì thì liên hệ với em. 8.000m3. Chiều cao ngang đây là 1m1 nha cô chú anh chị ơi, tại vì mình cắt ngang đây nha cô chú anh chị. Mất 1m2 cái nào cũng được, thích để nguyên cũng được. Thích cao mình để cao luôn ha. Cái này là củ đế nở luôn nha cô chú anh chị, đẹp cực kỳ luôn nha. Hoành thân 27. Cây này là dàn cây này hoành thân lớn không à. Rồi quay vòng cho cô chú anh chị. Tất cả đế nở cho cô chú anh chị các bạn. Đó. Này là mã số nãy 10 mấy à? 10 à? 16. Mã số 16 nha cô chú anh chị ơi. Cành lực. Mã số 16 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000 nha cô chú anh chị. 2.200.000 cho mã số 16. Rồi, rồi em xin đổi cây luôn. Rồi tiếp luôn. Rồi tiếp theo là mã số 17 luôn nha cô chú anh chị ơi. Mã số 17 cũng là một cốt tàng thông vỏ thu đất nha cô chú anh chị, mặt bông từ 5 đến 12 cánh nha cô chú anh chị ơi. Này là bên em có gông tàng rồi nha cô chú anh chị. Gông tàng sẵn cho cô chú anh chị đó, giờ là cô chú anh chị mình về là vô chậu là ok. Và qua năm bông là đẹp là chơi luôn. Tán ngang 1m4. Chiều cao 1m8. Này là một cốt tàng thông không á cô chú anh chị. Chi cành điều ha. Cái này là qua năm là cây này là bề ngang là hơn 2 mét luôn đó nha cô chú anh chị ơi. Tất cả mỗi cây đều tặng một cây dưỡng rễ, dưỡng gốc thân đẹp. Hoành thân 30 luôn cô chú anh chị ơi. Cây này hoành đế cũng được ha. Mã số 17 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000 nha cô chú anh chị. 2.200.000 cho mã số 17 hoành thân 30 nha cô chú anh chị ơi. 2.200.000 cây số 17. Rồi em xin đổi cây luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, quá lực luôn cô chú anh chị các bạn. Rồi. Rồi tiếp theo là mã số 18 luôn nha cô chú anh chị ơi. Bằng quay hay nghiêng mã số 18 bạn. Bằng quay này nó hay nghiêng cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình cũng thông cảm, em nghe này cái này thấy nó cũng rõ. Thứ hai nữa cái bầu đất tại nó không có bằng phẳng. Mỗi một cây vậy là bên em có tặng cho cô chú anh chị mình một chai thuốc là tứ đủ tới tháng 10 luôn nha cô chú anh chị. Cái này là củ đế nở chân luôn. Chi cành đều cái này chi cành là ok lắm. Em đo tán ngang cái này, tại vì cây nó hơi nghiêng cô chú anh chị. Tán ngang 1m3. Này là em gông tàn rồi nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao 1m7. Tán ngang 3 chiều cao 1m7. Là em gông tàn thông cho cô chú anh chị mình gọi chân đó nha. Rồi cây này là củ đế nở luôn, em quay một vòng cho cô chú anh chị mình coi. Coi cái đế luôn, quá trời cái đế luôn. Nở đế khủng luôn. Này là nó như mã số 18 rồi. Mã số 18 nha cô chú anh chị. Chi cành thấp. Này là bầu này là ok cô chú anh chị mình đừng lo, bầu này là bứng là cứng khờ luôn đó. Bự lực.
hồ rất là bự nha chú em, đo xích trên đây luôn nha cô chú anh chị ơi. Cái này đo hoành thân bự dữ, lật lại chị hao hoành thân 26 hoành 26 hoành này, tại vì em đo xích trên đây nha chứ dưới này một chút là nó còn dữ nữa, tại cũ này quá trời cũ, em đo tới đây cho nó công bằng. Lâu này cái nào cũng đế cũ bự không ạ. Mã số 18 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000 nha cô chú anh chị, 2.500.000 cho mã số 18. Tất cả bao ship 200 km nha chú anh chị bạn. Rồi số điện thoại của em là 0917145232 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn. Rồi phép đổi cây chú anh chị bạn. Rồi tiếp luôn cô chú anh chị bạn, cây số 19. Tiếp theo là mã số 19 luôn cô chú anh chị ơi. Cây toàn đế lực không luôn, cũng một cốt tàng thông cô chú anh chị. Hoành bự không mặt à. Bông là từ 5 đến 12 cánh luôn nha cô chú anh chị ơi. Này là dảo Thủ Đức nha anh chị. Cái này là mai này là còn nguyên zin chứ không có làm bông nha cô chú anh chị ơi. Là lá rồi còn nguyên luôn đó, giờ nụ bây giờ nó cũng vẫn còn luôn nè kìa. Tại anh lật lá cho cây nó khỏe. Anh đo thông số cái coi. Còn hoành hay bự nha. Hoành bự vậy. Mà hoành thân này nó dữ trời. Nó gần 39 nè. Mà nó hơi cắn con dây một tí xíu mà tính 37 thôi. Hoành 37. Hoành 37 nó hơi cắn con dây tí xíu. Quay vòng quay vòng. Rồi. Rồi đế. Đế còn gãy điều cũng đế luôn nha. Đó, gãy điều. Vòng hoành thân này 37 nha cô chú anh chị. Này là nó như tượng trưng nó có cái đuôi luôn nè. Cái đó cây tử, cây tử mấy người không thích thì mình cắt bỏ cũng cắt cũng được mà này để nó cũng đẹp nữa. Bình thường. Này nếu mà ai có thích thì để. Để. Cái này tán ngang 1m1 là nghe cô chú anh chị. Tại vì cái này em có gông tàn xương rồi nha. Chiều cao này hết cây thước này là 2m mà cắt cái đọt xuống chút là em tính cô chú anh chị là 1m7 thôi. Chiều cao 1m7. Chiều cao 1m7 luôn, mã số 19. Mã số 19 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000. Này là củ đế là ok luôn đó, đế là nó muốn điều mặt hết trơn luôn nè, cộng bự không à. Đây. Quay một vòng nữa cho coi quá cô chú anh chị đế. Coi cái đế nha. Hoành thân lớn luôn. Quá đẹp luôn. 2.200.000 cho mã số 19 nha cô chú anh chị. 2.200.000. Rồi, bên em có tặng cho cô chú anh chị mình một chai thuốc tứ rễ tới tháng 10 luôn nha. Mỗi một cây nhất là tứ là ok luôn đó, như mai của em luôn đó, đẹp như mai của em luôn. Rồi, ok luôn. Gọi là ok. Rồi, năm rồi là em mai rồi bông ok, em tặng cái chai thuốc cho anh chị tứ. Rồi em xin đổi cây luôn. Rồi, cấp đổi cây của chú anh chị bạn. Cô chú anh chị mà Tết ấy, mình có mua chỗ vườn mai cho nốt thì mà cô chú anh chị thấy vậy đó. Cái bông nụ rất là ok, đạt ha. Chất lượng. Rồi, tiếp theo, rồi, tiếp theo là mã số 20 là cũng là mã số cuối clip nha cô chú anh chị. Là cây nào em cũng có tặng cho cô chú anh chị mình một chai thuốc tứ rễ. Là này là xài tới tháng 10 luôn nha cho cô chú anh chị. Đầu tháng 10 là mình bỏ được rồi. Đó là nụ đồ này kia là ok chứ nữa nha cô chú anh chị. Này là lá còn green nha anh chị ơi, năm rồi là em không có làm bông nha cô chú anh chị. Bứng lên là bầu này là ok luôn nha. Bầu này anh chị là về là vô chậu bẫy hết trơn nha. Cái này ấy xong mà anh có thể lật lá nữa chứ gì bạn. Lật lá này tại vì em để một cây cho tượng trưng thôi. Để cây đầu clip. Chứ nãy giờ là em lật lá hết trơn à. Để tượng trưng. Là mai bên em là không có lật lá, ủa không có làm bông hôm Tết nha cô chú anh chị ơi, còn ghim luôn. Thành ra em để cái cây này. Này nó hơi cấn. Anh chị hao cô chú anh chị yên tâm. Rồi. Hoành thân gần 31 mà tính 30 thôi. Hoành 30 mỗi ngày một cây đều tặng một cái chai thuốc ha. Hoành cây này 30 nha cô chú anh chị. Chỉ cần thêm chứ cô chú anh chị mình nhìn hộm em. Tán ngang nó 1m5. Chiều cao nó này tính 1m7 thôi nha cô chú anh chị ơi, hút cây thước luôn mà em tính 1m7 rồi, tại vì mình phải cắt cái đọt xuống chút xíu là em phải trừ hao cho cô chú anh chị. Là mã số 20 này nha anh chị, mã số 20 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.400.000 nha cô chú anh chị. 2.400.000 cho mã số 20 nha anh chị ơi. Củ đế nở chân luôn, là đế là cực kỳ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, phí ship của em là 200 cây số. Số điện thoại của em là 0917145232 nha cô chú anh chị. Và cây này qua năm là cô chú anh chị mình nuôi là bự hơn bề ngang là tầm 2m mấy không đó. Tại vì cây này cây lớn nha cô chú anh chị. Rồi cuối clip thì em cũng không có gì hơn rồi, em chúc cô chú anh chị gần xa dồi dào sức khỏe, đầu năm gặp nhiều như ý. Rồi em xin tổng chào hết trơn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi hẹn anh chị gặp lại clip sau. Rồi em xin tổng chào. Rồi chào nút luôn. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn mình luôn ha. Cô chú anh chị các bạn yêu thương, cái nào liên hệ trực tiếp với chỗ nút và cô Xuân lớn thì có giá hữu nghị luôn cô chú anh chị bạn.
Rồi, mình xin chào luôn. Rồi, cảm ơn lần nữa. Kính chúc quý cô chú anh chị các bạn làm ăn phát tài trên mọi lĩnh vực ha. Thuận lợi. Rồi mình mua những cây kiển gì cho kiển về Tết luôn. Rồi cách hướng dẫn trồng như thế nào thì liên hệ trực tiếp với Nút luôn. Tại Nút có những cái trồng lâu năm này thì cô chú anh chị yên tâm. Rồi xin chào luôn.